Rồi, xin chào cả nhà nha. Rồi thì hôm nay em lại tiếp tục lên cả nhà mình thêm vài mẫu nữa nha cả nhà. Đó, thì bên em á là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu mà cả nhà mình chuyển khoản hết luôn cho em thì em bao ship luôn ha. Rồi đầu tiên nè em lên cả nhà mình con này ha. Rồi em có một con Rokkiena cái nè, cái này chạy Eurowrap dòng thể thao nha. Lịch rất là độc luôn cả nhà, cái lịch thể thao gấp 6 giờ của nó là sẽ đổi màu ha. Nè, khi mà em tách thể thao là nó đang đổi màu nữa nha, từ màu đỏ chuyển sang màu trắng ha. Từ đỏ chuyển sang trắng cả nha. Đó. Rồi nó sẽ đánh dòng là cái đỏ nữa nha. Đó, các em thấy không? Cái lịch thể thao này rất là độc nha. Rồi tim mẹ ngưng cái kim nó lại reset đó ha. Đó. Rồi, lịch độc nha cả nhà, con này độc lạ ha. Con chạy full 6 kim á. Ố, chạy full là full 5 kim. Còn cái kim gốc 6 giờ là kim độc lạ nha. Rồi size của nó là size 42 cả nhà. Size 41.7 á. Em tính đúng là 40 44.8 nha. Kim cọc số là có dạ quang nè. Đó, dạ quang sáng luôn nha. Con này dạ quang sáng luôn ha. Con này thì kính rin nha, kính rin có một hai vết lông mèo nhỏ xíu không đáng kể đâu ha. Đó, em vẫn báo cả nhà mình nha. Đây, có một hai vết lông mèo phải soi lắm mới thấy nè. Nhưng mà kính đẹp lắm, có một hai vết thôi. Rồi, dây nữa nè cả nhà. Cái này là bản dây thép ha, bản dây thép toàn thân luôn ha. Dây dập hiệu luôn nè. Rokkiena gì nè. Dây rất là mới luôn nha. Con này nói chung nó mới đó nha. Đây, máy Nhật ha, con này chạy máy Nhật cho em nha. Rồi lên tay nữa nè. Đó, cả nhà mình thấy không, khi lên tay rất là đẹp luôn nha. Khóa bơ khóa gài luôn, chắc chắn nữa ha. Rồi con này thì dây tay 19 luôn nha, 19 đổ lại đeo vừa cho em ha cả nhà. Dây tay 19 đeo vừa cho em nha. Rồi 700k nha, bán nhà mình 700k mã số C11 nha cả nhà. 700k mã C11. Đó. Cho một con á, máy Nhật ha, chạy dòng thể thao nha. Quá là đẹp luôn nha. Rồi. Rồi em lên cả nhà một con Rubo gì này cả nhà. Đó. Con này cũng dạy dòng thể thao luôn ha cả nhà. Có dạ quang luôn. Dạ quang sáng luôn nha. Con này mặc đẹp lắm nha. Rồi size của nó là size 41.7 nha, em tính đúng luôn là 45 44.5. Có lịch gốc 3 giờ mặc trải tiên luôn ha. Cái ở cái lòng trong của nó này nó có hai lòng hay nè. Cái lòng này có màu cam, lòng này có màu đen ha. Đó, thiết kế cái mặt nhìn chung nhìn rất là đẹp luôn. Bản dây của nó này cả nhà. Con này cũng chạy máy Nhật luôn ha. Bản dây thép toàn thân luôn nè. Đó. Em test kim của nhà mình nha. Rồi cái con này nó chạy pin kim trôi cả nhà, cái kim thể thao nè. Nó đang hoạt động là pin kim trôi ha. Nó trôi như cơ vậy nha. Đó. Mà thường thì mấy cái dòng pin kim trôi nó sẽ giá sẽ cao hơn pin thường xíu đó cả nha. Nó đang chạy rất là mướt y như là cơ vậy ha. Rồi mình ngưng kim đó nha, rồi mình reset kim lại cả nha. Chạy rất là đẹp luôn ha. Ừ. Bản dây cũng rất là mới luôn. Mặt sau nha, con này cũng chạy máy Nhật luôn ha. Mấy cái dòng mình lên tay rất là đẹp ha. Đó. To nhỏ vừa chốt mấy con này đây cũng ok hết nha cả nhà. Vì mấy cái xay này nè, nói chung là xay quốc dân này ha, nên là nó không có kén tay đâu, lên tay rất là dễ lên luôn. Rồi dây tay 19 luôn, 19 20 chốt cũng được ha, dây dài. Rồi em sẽ bán cho cả nhà mình con này với giá là 1.500.000 nha cả nhà, mã B71 ha, 1.500.000 mã B71 nha. Đó, kết cứ chụp hình gửi cho em ha. Mặt dạ quang rất đẹp luôn, kim kim cục số là có dạ quang rất đẹp luôn nha. Đây cả nhà thấy không, rất là sáng luôn ha. Rồi em lên cả nhà mình con này đi, con này em mới về luôn nè. Con này là bullet bullet dáng tăng ha. Con này thì kính riêng có lông mèo rồi nha, mặt của nó dạng như màu đỏ mận hay là kia bằng hoặc là rượu nho vậy cả nhà. Đó, cái màu màu đỏ bầm bầm vậy á, cũng rất là đẹp luôn. Cái mặt nói chung lạ ha cả nha. Rồi con này chạy một cốt và ba kim, 6 kim giúp em ha. Thường một cốt 6 kim là kim này là kim 24 giờ nè, buổi sáng buổi tối nè. Kim này là kim
ngày kim là kim thứ hay là kim là thứ nè, ngày nè, kim là kim 24 giờ buổi sáng buổi tối ha, và kim nó có dạ quang luôn. Đây hai cả nhà, nó có dạ quang luôn ha. Rồi con này kính riêng có lông mèo rồi ha, kính riêng có lông mèo nhẹ không đáng kể đâu. Chung là mình đeo đồng hồ si mà cả nhà, mình để xa xa mình nhìn thì nó cũng không có đến nỗi nào đâu ha. Thì là mình soi đèn qua soi đèn lại mình sẽ thấy nó rõ hơn nha. Đó em, mà em cũng có báo là kính có lông mèo nha cả nhà. Bản dây của nó nè, cũng như thép hết ha, dập hiệu hết luôn nha. Dây rất là mới luôn nha. Con này dây cũng rất là đẹp luôn. Đó. Bản dây rất là đẹp luôn. Khóa bướm ha, khóa bướm nè. Rồi, mình lấy ra thì mình giật nó ra, cái này là nó ra mặt sau đó nè. Đây cả nhà, Bolix ha, thương hiệu của Mỹ, chạy máy Nhật, thông số đầy đủ ha. Rồi con này em bán nhà mình với giá là 1.150.000 nha, 1.150.000 mã C1 ha. Cả nhà mình chốt chụp hình gửi cho em nha. Thường cái dáng tăng mà cái size này nè, em chưa có đâu size nè. Con này thì xe ngang nó 33.6 ha. Còn em đo luôn cái này luôn nè là 44.5. Cái này em đo luôn cái càng dài góc ở đây luôn cho cả nhà mình luôn là 46.7 nha. Ừ. Mà nhìn nó vậy thôi nhưng mà lên tay rất là ôm nha. Đó, tay em tay nhỏ nè, tay to, tay vừa thì chốt mấy con này đeo cũng ok hết ha. Tại dáng này nó lên tay cũng dễ nha. Nó lên tay rất là hợp luôn ha. Dây tay 18 với cả nha, 18 đổ lại đeo vừa cho em nha. Đó, lên tay rất là đẹp nha. Dây cũng rất là mới nè, bản này mới nè. Chỉ có kính là nó có lông mèo thôi nha cả nhà. Bullet ha, nhập hiệu hết tất cả ha. Còn thân đó nè, nhập khóa nhập hiệu nè. Cái dây chứ, cái dây ngay chỗ này nhập hiệu luôn ha. Ừ. Núm nhập hiệu luôn nè. Rồi con này bán 1.150.000 nha cả nhà, mã C1 nha. Đó. Chốt bữa nào mình cứ chụp hình gửi cho em ha. Đây em có con mặt xanh. Mặt xanh ha, lịch này kia bằng lịch lịch thượng đó nha, lịch này lịch lọc nè. Đó có hai lịch luôn ha, lịch ngày lịch thứ luôn nha. Đó, mặt rất là đẹp luôn, mặt xanh, kính chung là kính nó hơi vòm nhẹ một xíu nha, hơi vòm nhẹ một xíu. Có lông mèo cả nhà, lông mèo nhỏ không đáng kể đâu ha. Lông mèo xíu xíu nha cả nhà. Mặt xanh rất là đẹp luôn. Nha, cái bản dây lạ nè. Cả nhà mình nhìn thấy dây không? Dây của nó nhìn giống 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 như là cái dạng lắc đó cả nhà. Nè. Đó, bản dây rất là đẹp luôn nha. Nhìn rất là lạ mà đẹp nữa. Đây là con bao switch ha, máy Nhật nha. Đó, xà băng là nội địa Nhật luôn nè, xà băng ha, thông số đầy đủ. Con này size của nó đây. Size 36 đó nha. Cái này em tính cái mặt này thôi. 41.6 nha, 41.6. Chung mà nhìn lên tay cũng đẹp nha. Nè. Em nữ mà đeo lên cả nhà mình thấy cũng rất là hợp nha, cái mặt nè. Đó, nam đeo cũng đẹp nữa. Nam, mấy anh nam thì mấy anh nam đeo như vậy ha. Anh nam nào thích bản dây độc độc lạ này nọ thì chốt mấy con này nha. Ừ, màu xanh luôn ha, màu xanh đeo lên rất là sáng luôn nha. Ừ, dây rất là đẹp luôn. Rồi con này dây tay 18 đeo ok cho em nha. Thì mấy anh nam tay to mình sẽ đeo giống như vậy nè cả nhà. Đó, mình sẽ đeo như vậy ha. Cả nhà mình thấy không? Đeo lên nhìn rất là lạ luôn nha. Lạ mà đẹp nữa ha. Rồi. Con này ha, em bán nha mình đây. Em sẽ bán cái nhà mình với giá là 950 nha cả nhà, mã C3 ha. 950 mã C3 cả nhà. Rồi chỗ mình có chụp hình gửi cho em nha. Mặt rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái lịch nó trên nè cả nhà mình thấy không? Lịch thượng, lịch lọc ha. Đó, hai cái lịch luôn nha. Rồi. Em lên cái nhà con mặt cam này đi. Con này dây mới ha. Con này nói chung là mới, độ mới là 99% luôn đó nha. Nè, ta chưa có đeo luôn mà hàng là chưa có lên tay luôn nha. Còn cái siêu của cái dây của nó luôn nè. Núm xanh ha, con này ba cốt 6 kim ha, kim có dạ quang luôn. Đây cả nhà. Kim có dạ quang ha. Mặt này kiểu như là mặt cam đỏ cả nhà. Màu đỏ mà đại kiểu như đỏ cam, cam đỏ rồi á. Ra ngoài nhìn rất là đẹp luôn nha, nó không phải chói lóa vậy đâu, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Trên viền này màu đen nha. Mấy anh nào mà kiểu như mình đây, xe 41 ha, tính đúng không, 43.8. Anh nào mình hợp hợp với mạng mà cái máy màu này nè là mình chốt mấy con này mình đeo ha.
nhiều anh mình mua đồng hồ hay mình mua cái trang sức mình đeo này nọ nữa, mình cũng coi cái họ phong thủy không cả nhà. Đó thì mấy cái này nè là cả nhà mình nên lựa chọn mấy cái màu này nè, đó hợp mạng của mình ha, hợp phong thủy mình chốt ha, rất là đẹp luôn. Còn anh nào thích nổi nổi đồ á, chốt cái con này cũng ok lắm nè, mới nữa nha, y như mình đi mua con hàng mới vậy cả nhà. Con này nó có hiệu là Tomura Tokyo ha, của Nhật nha cả nhà, mắt in Japan nè cả nhà, không nội địa Nhật luôn nha, rất là đẹp luôn. Cái mặt nó thiết kế cả nhà mình nhìn kỹ nè, cái mặt thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà, đó thấy không, mặt thiết kế rất là đẹp luôn. Con này thì mới mà nên dây tay nó dài lắm, hai mấy dây cũng vừa luôn cả nhà, dây tay rất là dài luôn. Rồi em bán nha mình 1.250.000 mã C2 cả nhà, 1.250.000 mã C2 ha, rất là đẹp cả nhà. Y như là con này nó chỉ thiếu cho cả nhà mình một cái hộp thôi ha, còn còn lại nè y như là mình đi mua một con hàng mới thì mình đeo cả nhà. Nè về mình lọc siêu ra mình đeo ha, rất là mới luôn cả nhà, mới tinh nè. À, cả nhà mình test kim cả nhà mình ha. Này mình test kim á, kim đang chạy này cả nha, cái kim góc 6 giờ đang chạy là kim thể thao nha, đó là kim thể thao hết á. Rồi em lên kim ha, reset đó nha, đó rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, rất đẹp ha. Rồi 1.250.000 mã C2 nha, đó mình chốt nó nằm cái chụp hình là báo em nha cả nhà, nhắn tin qua Zalo giúp em nha, đừng có bình luận trên YouTube ha, tại em ít khi nào em đọc đó cả nhà, em là chủ yếu mình em chốt bên bên tin nhắn cả nha, bên tin nhắn bên Zalo á. Rồi em lên cả nhà một con Reno nha, radio control nè, pin solar lịch vạn niên luôn ha, đó con này rất là đẹp luôn nha cả nhà, Reno thương hiệu con của Kitigen cả nhà, chạy máy Nhật ha, C38, con này C38.3 nha, tính đúng luôn là 40.3, mặt đen ha, bảng dây nó đây đó. Thì con này nó linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp từ nhà máy ở Thái Lan cả nhà, đây các in Thái Lan nha, thông số đầy đủ, mấy cái dòng này lên tay rất là đã luôn nha, đẹp lắm nè. Rồi thì thường mấy con này thì mấy anh nam tay nhỏ tay vừa mình chốt đeo sẽ đẹp hơn ha cả nhà, vì cái size mặt nó cũng nhỏ cũng vừa. Rồi dây tay 17.5 đổ lại đeo ok cho em nha, 18 đeo hơi ôm, rất đẹp nha, 18 đeo cũng được đó nha, 18 đeo cũng được mà sẽ hơi ôm ôm xíu ha. Rồi ai chốt mẫu nào cứ chụp hình gửi cho em nha, 550 mã B85 nha, đó 18 đeo ôm thì mấy anh có thích rộng rãi thì tầm 17 17.5 đổ lại mình chốt con này đeo ok ha. Rồi 550 cả nhà, mã B85 ạ. À, em lên cả nhà mình con này đi, con này đẹp đó nha, cái tiên quát mặt sọc cả nhà mình thấy cái hoa văn của nó không, nó đính cái gì nè, nó làm hoa văn của nó nè, nó sọc 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 xuống nè cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn. Đây nó có kim cọc số là có dạ quang, kim cọc số chấm bi là có dạ quang ha, cái giá này rất là cổ luôn đó nha, mỏng nhỏ gọn lắm. Thường thì C35.6 nè, tính đúng luôn là 36.8. Thường thì mấy anh tay nhỏ tay vừa mình chốt mấy con này mà đeo ok, em thấy thường là đa số là mấy chú mấy anh nữa chuộng mấy cái dòng này lắm, tại dáng rất là cổ luôn nè, dáng rất là đẹp luôn, đeo lên rất là đẹp luôn cả nhà. Mà con này nó mới nữa nha, rất là mới luôn, dây nữa nè, đó dây rất là mới luôn nha, Kitigen nhập hiệu hết luôn ha, đây dây Kitigen nhập hiệu luôn nha này cả nhà. Con này linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp tại China ha, lấy là linh kiện phụ kiện tất cả của nó là đều của Nhật ha, xong mà cái nhà máy của nó đặt đó là ở China, xong mà nó làm nó sản xuất ra cái đồng hồ này xong ha, rồi nó đem về bên Nhật để mà nó sử dụng ở bên Nhật đó cả nhà, đó nên máy là máy Nhật ha, cả nhà mình yên tâm nha. Rồi con này rất là đẹp luôn nha, mới nha, rất là đẹp luôn, không 700k mã C12 cả nhà, 700k mã C12 nha, lên tay cả nhà nhìn nè, đó lên tay rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp luôn, mới nữa, dây tay thì dài thoải mái luôn, 20 chốt cũng được luôn nha, 700 cái nha. Rồi em tiếp tục lên cả nhà một con quýt đi ha, em có một con quýt Senko Watt đó. À, cả nhà mình thích sưu tầm quýt không, đây quýt đây
Rồi size 50, size rất là to luôn nha. Con này quất size 50 hết đó nha. Chung là ok á, dây nữa nè. Rồi con này em bán nhà mình 450 nha. 450 mã size 5 cả nha. 450 mã size 5, quất Senko ha. 450 mã size 5 nha. Úi da. Sập cây của em luôn. Rồi. Em lên cả nhà mình con nhỏ này đi ha, một con Senko Doge ha, con này full titanium cả nhà, độ mới cao. Con này dáng nữ cho mấy chị nữ ha. Rồi đẹp ghê luôn ta. Con này đẹp nè mấy chị ơi. Còn mấy anh nam mà tay nhỏ xíu á, chốt mấy con này cũng được nè. Có nhiều anh nam cả nhà, tay rất là nhỏ luôn, tay 14 luôn á nha. Đó, hỏi em mà có đồng hồ nào của nam không? Thì của nam mà size nhỏ thì hiếm lắm nha. Đó, mà cái bảng này nè, mấy anh nam bon chen đeo cũng được luôn nè ha. Rất là nhỏ luôn. Ủa con này đẹp quá ta. Dây tay 17 nha, dây tay 17 đây ok ha. Đây, cái dây nữa nè. Con này full titanium nha. Cái mặt cực kỳ đẹp luôn, ở trong đó cả nhà. Ở trong chính ở cái lòng trong đó nè. Con này thiết kế mặt rất là đẹp luôn ha. Không có dạ quang nha. Đây, mắt in sa băng nội địa Nhật luôn ha, titanium nè. Ha. Con này dễ thương lắm. Đó, rất đẹp luôn nha. Rồi con này bán 550 nha nha. 550 mã C4 nha, 550 mã C4. Cái kính nó đẹp quá ta. Đó các em nhìn nè. Rồi Senko có nha. 550k mã C4 nha. Em lên cái nhà mình con này đi. Rồi cái này là dòng câu cá nè, một câu cá gì đó. Nè, cái này đo thủy triều nè. Đo đo thủy triều ở đó gì nữa nè. Trăng sao gì đó cả nha. Đó. Thể thao báo thức luôn nha cả nhà. Đó. Rồi con này size của nó là size 45.5. Size cũng vừa ha. Báo thức thể thao và đo trăng sao câu cá thủy triều gì đó cả nhà. Đó. Đó chức năng cái gì cả nhà, mình thích cái dòng này thì mình cứ tìm hiểu với giúp em ha. Cái này cũng còn mới lắm luôn á. Nè, dây nó rất là mới luôn nè. Nhập hiệu hết luôn nha, Casio nhập hiệu hết luôn ha. Đây. Con này nó lắp ráp tại China luôn nha. Mã đó là AQW100 nè cả nhà. Đó mình muốn mình cứ search Google ha, kiếm mấy cái mã này nha. Rồi con này bán cho mình 700 mã B20 nha. 700k mã B20. Con này có đèn nữa nè. Em coi nút đèn đây. Đèn sáng nha. Này cả nhà. Để em bấm cái đèn nữa. Đây, đèn bên đây nè cả nhà. Cái nút đèn bên đây nha. Đó, đèn full mặt luôn nha, đèn rất là sáng luôn. Ha. Rồi con này lên tay nè. Dài cả nhà. Cái tay 19 20 chốt cũng được luôn ha. Cái tay rất là dài luôn. Rồi con này em bán cho mình với giá là 700 cả nhà, mã B20. 700k mã B20 nha. Đó, cái nhà mình chốt cứ chụp hình gửi cho em ha. Con này độ mới cao luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Ừ, cái bảng dây rất là mới luôn nha. Rồi, chốt cái chụp hình gửi cho em ha. Rồi em có một con nữa nè cả nhà. Con này thì nó đo được nhiệt độ độ C cả nhà, độ C nè. Ngoài trời nhiệt độ bình thường, môi trường bình thường ngoài cả nhà. 35 độ mà. Đó. Cũng có báo thức ha, thể thao đồ. Đó nè, đó, thể thao báo thức đồ ha. Đó. Con này thì cũng có đèn luôn nè. Đây có đèn luôn cả nha. Đèn sáng ha, đèn sáng hết mặt luôn nha. Đèn full mặt ha, có dạ quang luôn. Đây có dạ quang sáng, đèn sáng luôn cả nha. Rồi con này size 42.7. Size 42.7 nha. Rồi con này nó đặc biệt một cái, có đèn auto light, đèn tự động cả nha. Nè, auto light ha. Mã là AQF100 nè. Linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại nhà máy ở China ha, thông số đầy đủ. Rồi đèn đèn tự động là cứ tối cả nhà, mình cứ đưa lên đưa xuống đây nè là tự động đèn nó sẽ lên, nó sẽ sáng cả nè, nó cảm biến nè, thấy không?
mình cứ đưa lên đi xuống là nó sẽ tự sáng luôn nha, rất là tiện ha. Ủa đo sai rồi. Rồi cái con này thì cái dây của nó là dây kia bằng dây gì ta, dây dù, dây dù quân đội rồi đó nha, dây hơi răng xíu ha, đây dây hơi bị răng xíu xíu rồi nha, em để kỹ cả nhà mình nhìn nè. Đó, ở ở bên trong rất là đẹp luôn nha, chắc dây bên da bên trong rất là đẹp luôn. Rồi con này em bán cho mình 750 nha, 750 mã B21 nha cả nhà, 750 mã B21 ha. Đó cả nhà mình cứ chốt chỗ nào mình cứ chụp hình gửi cho em nha cả nhà. Rồi tiếp tục, hôm nay em sale con Adidas này luôn nha, con này con đỏ của em cũng có lên rồi cả nhà. À, hôm nay sẵn sale luôn ha, size 49 nha, size to đó, con này mới tinh nè cả nhà ơi, đây nè, chung là full jean hết nha, mới độ mới cao nha, Adidas ha. Rồi em bán nhà mình 350 nha, mã B26, 350 mã B26 nha cả nhà, sale luôn con này ha. Đó, 350 mã B26 nha, lên tay nè, hầm hố ha, cho mấy anh nam nữa ha, chốt ha, 350 mã B26 ạ. Rồi em lên cái nhà mình con Casio Quadcopter ha. Rồi nhà mình dòng multiband 6 nha, mặt mở gà, cái dòng này em bán cũng nhiều cả nhà, chức năng là xem nhiều múi giờ thế giới và thể thao báo thức các kiểu luôn cả nhà. Đó, đèn nữa nè, con này đèn rất là sáng luôn, thường cái dòng Casio đèn ngoại quang rất là sáng luôn. Đó, đèn ngoại quang cực kỳ sáng luôn ha cả nhà, mặt mở gà, xe nhỏ, xe 42, con này xe 42 ha, con này thì bản dây gút cả nhà, là tay to nhỏ thì mình đeo cũng ok hết trơn á, mình cứ rút ra rút vô mình đeo ha, đeo theo cái xe tay của mình á nè, mình cứ thấy nè, đi ra đi vô tùy theo cái xe tay của mình á, mình chỉnh nó nha, ấy xong mình đóng lại ha. Rồi cái này thì con này độ mới cao nha, mặt rất là đẹp luôn, đây nè, con này kiểu như mở gà cả nhà. Rồi em bán cho mình con này 700 nha, 700 mã A70 cả nha, 700k mã A70. Ồ không, chốt cái dòng này đeo cả nhà bền, mấy dòng này em bán chạy lắm, rất là nhiều luôn rồi ha. Rồi Casio nữa, con này mặt đen ha, cũng chức năng cũng giống vậy thôi, thì xem nhiều múi giờ thế giới và thể thao báo thức các kiểu nha cả nhà. Đó, đèn dạ quang đầy đủ chức năng, full green full chức năng, độ mới cao ha, con này cũng size chắc 42 luôn á, size 42 luôn á cả nhà. Này con này cũng mới nha, con này cũng mới, độ mới cao ha. Rồi 700 luôn nha cả nhà, mã B33, 700 mã B33 luôn ha. Đó, thông số đầy đủ nè. Rồi 700 mã B33 cả nhà, mấy cái dòng mình lên tay thì đó rất là đẹp rồi ha, không cần phải, em còn không cần phải quảng cáo nhiều đâu nha, tại vì mấy dòng này cả nhà mình theo dõi kênh của em cũng biết em bán rất nhiều ha. Còn con nữa cả nhà, cũng nó luôn ha, cũng chức năng cũng y vậy thôi đó, xem nhiều múi giờ thế giới thể thao báo thức kiểu luôn ha, đèn ngoại quang đồ sáng, full green full chức năng, độ mới cao đó, đèn nè, đèn ngoại quang cực kỳ sáng luôn ha, con này cũng bản dây gút nè cả nhà, tay to nhỏ thì đây cũng ok hết, dây mới ha, cái con này mới mới không đó nha. Rồi xe băng ha, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp tại nhà máy ở China ha. Thì ba cái mấy cái con Casio nãy giờ em giới thiệu cả nhà là nó chạy ba con này nè, là nó chạy pin pin solar năng lượng cả nha, ba con này chạy pin solar hết nha. Đó thì pin solar thì mình cứ xài bình thường đi, nếu mà mình không xài mình cất trong tủ thì cứ 5-10 bữa mình đem ra phơi nắng giúp em nha, để cho cái tuổi thọ cục pin nó được tốt hơn thôi nha cả nhà. Rồi con này bán 650 nha, mã B89, con này thì bán 650 mã B89 nha cả nhà. Đó, chốt cái chụp hình gửi cho em ha. Rồi lên cả nhà mình con The Clock House 1964 ha, con này thì rất đẹp rồi, kim có dạ quang ở nha, kim có dạ quang xanh dương, con này xe 39, 39.4 á, tính đúng luôn là 42.2, cái dây đó nè, The Clock House ha, 1964 ha, pin solar năng lượng nha, con này cũng chạy pin solar luôn nha cả nhà, lên tay rất là đẹp luôn. Rồi con này á, dây tay 18 đi, em coi coi, 19 luôn đó nha, dây tay 18.5 ha, 18.5 19 ok luôn á.
ha, em bán cho mình con này với giá là 600, mã A74 nha, 600k mã A74 nha cả nhà, rất là đẹp ha. Rồi hôm nay em sale với nhà mình con hợp thì luôn nha, em sale với nhà mình con hợp chắc quét lên mình ha. Đó con này bản này bản mới luôn, bản cái da size 41, lịch nó là lịch lịch kêu lịch cười hả ta, lịch đọc á, em báo lịch đọc luôn á nè, hay gì bữa nay là ngày 19 thì nó sẽ cái lịch để nằm chỉ với số 18 20 nữa nha. Đó con này thì siêu mỏng luôn, cái khóa nè, khóa vậy còn siêu luôn ha, chung này độ mới cao, hàng này hàng chưa lên tay cả nhà, siêu chưa bóc ha, siêu trước siêu sau siêu khóa gì chưa có bóc luôn nha cả nhà. Đó cái dây còn mới tinh nè, không hàng này chưa có lên tay luôn nha. Rồi con này là thương hiệu của áo chạy máy Nhật ha cả nhà, đó cái dắt dây da có đó cả nhà mình nhìn nè, rất là đẹp luôn nha, núm nhập hiệu luôn nha, con này thì siêu mỏng luôn, này làm quà tặng cũng được ha cả nhà, thích hợp mình làm quà tặng hay mình mua mình về mình xài, mình chốt mấy con hàng mới mình xài ha. Đó giá này rất hợp lý luôn nha, em bán nha mình con này với giá nè. Ê, em làm nó rớt cái này đây rồi cả nhà. Đó, dán lại cho nó đừng có bị trầy ha. Con này thì bình thường ở bển nó bán 24 ngàn yên là tầm 4 4 triệu mấy gì cả nhà. Đó. Thì về đây nó chỉ là hàng si thôi nha cả nhà. Chốt mấy con này giá rất là hời luôn. Em bán nha mình con này với giá là 1 triệu 150 ha nha, mã C8. Ok chưa cả nhà? 1 triệu 150 mã C8 nha. Chốt cái chụp hình gửi cho em nó full hợp cũng như cả nha. Ừ, em có một con nữa nè. Con nãy mặc da trắng thì con này mặc đen ha cả nhà. Con này cũng giống vậy thôi. Mình còn trong cái bọc luôn. Giống như vậy luôn nha cả nhà. Đó, giống y chang vậy luôn. Em khỏi gỡ ra ha. Size gì cũng 41 đó nha, con mặt đen, con mặt trắng thôi. Size 41 ha. Con này nè, nó nằm trong đây luôn, y vậy luôn nè. Ở nhà ha. Y như vậy luôn, nó chỉ khác cái mặt màu đen thôi. Độ mới chanh nhau luôn nè, con này nó còn cái bọc luôn. Làm quà tặng mà có cái bọc gì nữa là rất là xịn luôn nha ha. Xịn luôn nha. Đó, con này hiện bán cũng 1.150.000 luôn nha. Giống nhau cả nha. 1.150.000 mã C10 nha. Nha, mình chốt con nào có chụp hình cho em ha, con mặt trắng và con mặt đen ha cả nha. Đó 1.150.000 hết nha. Rồi một con đây là một con bản dây thép, thường thì bản dây thép em sẽ bán giá cao hơn một xíu đó nha, sẽ nhỉnh hơn một xíu ha cả nha. Đây nó cũng giống nhau ha, cũng phù hợp, con này được cái là bản dây thép nha. Gửi cho cả nhà mình coi cho nó kỹ đây nè, nó chưa bóc gì hết trơn ở nhà nên em vẫn để về cho cả nhà mình luôn ha. Nè cái mặt sau nè, giờ em bóc lên cho cả nhà mình nhìn sơ sơ thôi, nó giống nhau thôi nha cả nhà. Mà được cái con này thì bản thép, mấy con kia bản như da này bản thép xe 41 luôn ha, cái bản thép đó này cả nhà, con này mới tinh nè. Nó về mình bóc siêu để mình đeo ha, thì con này bản thì bán mắc hơn con kia xíu, là 28.000 yên nè cả nhà không, đó con kia 24, con này 28.000 yên. Đó, em bán nha mình về đây giá rẻ hơn tới mấy lần luôn nha cả nhà. Giờ đây em bán có 1.2 triệu à, trong khi mình bán 4-5 triệu về đây em bán có 1.2 triệu à, trời ơi nó rẻ hơn gấp mấy lần luôn cả nhà, em mình thấy không đó, ngại gì mình không chốt mấy cái con này mình đeo ha, mình đi mua chi trong hãng trong store làm gì hay cho nó mắc, nó về qua bên em đi mua giá rất là rẻ luôn, chất lượng cũng y như vậy, hàng này hàng hãng mà cả nhà. Đó em thấy không, nguyên si luôn ha, về mình cứ tháo ra mình đeo hay mình làm quà tặng, mình tặng mấy con đồng hồ này nó nhìn cũng rất là đẹp luôn cả nhà, rất là lịch sự luôn ha. Đó, rồi bán nha mình 1.200.000 nha, mã C9 nha cả nhà. Rồi cả nhà mình chốt mẫu nào mình cứ chụp hình gửi cho em ha. Đó, giá này giá đã xe rồi ha cả nha. Rồi thì em hết rồi nha cả nhà, thì bên em á cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu mà cả nhà mình chuyển khoản hết luôn cho em thì em bao ship luôn ha. Rồi em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem hết clip của em ạ. Rồi em xin chào cả nhà nha.